linh khí mạnh quá không đúng là yêu khí nặng quá là bọn hắn đang gây chuyện ngăn bọn hắn lại cẩn thận pháp trận thật thâm ảo ta cảm thấy trong cơ thể có sức mạnh cuồn cuộn không ngừng dừng tay cho ta cẩn thận ây ra không hay tên này bị đoạt xá rồi ư ư sư huynh A hát yêu khí này cũng quá nặng rồi. Đây là chuyện gì? a ừ à, đậu má, đây là? Ưa, ừ à, trưởng phòng, đã kiểm soát được rồi. Lục sử làm việc. Người không liên quan mời đi. Sao lại là lão lục này chứ? Hắn chính là lục sư huynh sao? Đi, trói hắn lại rồi áp giải về. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Ô đại cường, đã lâu không gặp. Gì, ai muốn gặp ngươi chứ? Lục sư huynh. Ai nha, đây chính là tiểu sư muội mà nhị sư huynh dẫn theo sao? Quả nhiên rất có phong phạm của nhị sư huynh. Nghe nói nhị sư huynh rất quan tâm đến tiểu sư muội này, nói vậy chuyến đi này nhị sư huynh chắc cũng đi theo. Sao cứ luôn nhấn mạnh nhị sư huynh thế nhỉ? Tiểu Thành mau ra đây, lớn như vậy rồi, đừng chơi trốn tìm nữa. Lục sư huynh, lần này ta là tự mình ra ngoài, nhị sư huynh không có ở đây. Hả? Ta đã kích thích huynh ấy như vậy, huynh ấy vậy mà không đến? chỉ phái đại cường đi theo muội hề nhưng rõ ràng là sư huynh mời ta mà lão lục ta khuyên ngươi có gì nói thẳng bằng không cẩn thận tiểu thành sau này trả thù hai cũng không biết còn có thể đợi đến ngày huynh ấy trả thù ta hay không sự tình liên quan đến sinh tử của gia quốc lão nhị này không biết chết ở đâu rồi sao còn chưa tới lão tử không biết pháp thuật ngay cả phi hành phù cũng không dùng được tức chết ta nếu không phải lão lục chết tiệt kia ta căn bản sẽ không đến cái nơi quỷ quái này. Quạc quạc quạc, yêu ngữ phiên dịch, bữa tối tới rồi. Quạc cái đầu ngươi, đợi lát nữa sẽ nhổ lông ngươi, tế lão lục. Kỳ thật ta vốn là định mời nhị sư huynh đến tứ tượng như ý trận nghi thức tọa chấn, dù sao nơi này phong ấn chính là nam vực yêu vương. Chết tiệt, yêu vương. Thực lực của thứ này cũng có thể so với độ kiếp kỳ, ta sợ toàn thể lục sử xuất động cũng không áp chế được. Nhưng huynh ấy không trả lời, ta biết huynh ấy không muốn đến, nên ta mời tiểu sư muội mới nhập môn đến, là muốn dùng khích tướng pháp ép tiểu thành hiện thân. Thì ra không phải huynh thấy ta có thiên phú nên mới mời ta sao? Nhưng hình như kích thích quá mức, huynh ấy hoàn toàn không tức giận được nữa. Thì ra, ta chỉ là đồ chơi trong tay mọi người thôi sao? Ngay cả tiểu sư muội mới nhập môn cũng lợi dụng, thật không biết xấu hổ. Không phải lợi dụng, đây là tình huống đặc biệt. Hơn nữa, để cho đứa nhỏ ra ngoài nhìn bộ mặt thật của thế giới không phải tốt sao? Nhưng coi như bây giờ thuật tiểu thành không tới, ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bản thể yêu vương mới xuất thế suy yếu, cho nên hắn nhất định sẽ tìm người phụ thân, hút cạn linh lực tinh hồn của đối phương làm tiếp tế chữa trị thân thể của mình, nhưng người bị phụ thân cũng sẽ không kế thừa thực lực của yêu vương. Chỉ cần ta nhân cơ hội này khống chế ký chủ phụ thân của yêu vương, thì tương đương với nhốt yêu vương vào trong lọ, có thể dễ dàng đánh bại hắn. Những phù trận này có thể ức chế yêu khí của yêu vương, sau đó xử lý tốt yêu vương hậu, sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì đối với tiểu tử này. Cho nên trước khi nghi thức bắt đầu, Ta sai người đề cập vị trí đầm lầy cho vài tên tìm hiểu tình báo, chờ người có tâm thuật bất chính kia đến làm lọ đựng. Đánh không lại yêu vương, ta còn không đánh lại đám gà mờ này sao? Đúng là lão lục. Lục sư huynh tính toán ghê gớm thật. Đây được gọi là mưu tính. Wow, lại làm sao vậy? Chết tiệt, tình huống gì vậy? Chết tiệt, thất bại rồi. Chết hết cho ta. Tập truyện hôm nay đến đây là hết mất rồi. Mọi người xem xong nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like, share video và đăng ký kênh để giúp kênh có thêm động lực ra video nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí thông qua việc cày view cho video hoặc donate theo thông tin phía dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.